tên giáo xứ bính sáng trong niềm hân hoan và tạ ơn thiên chúa vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2018 ngày lễ chúa thánh thần hiện xuống trong thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi cha chánh xứ giáo xứ bính sáng jeronimo nguyễn phi hùng đã cử hành thánh lễ bế giảng các lớp giáo lý và kết thúc năm học niên khóa 2017-2018 tham dự thánh lễ có rất đông các em thiếu nhi cùng với các bậc phụ huynh và quý vị trong ban giáo lý viên cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho các em trong ngày bế giảng năm học sau thánh lễ cha chánh sứ jeronimo tuyên bố bế giảng năm học giáo lý và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy quý sơ các cô chú anh chị giáo lý viên anh chị huynh trưởng đã cộng tác dạy dỗ củng cố đức tin cho các em tiếp đến là phần trao giải thưởng cho những em đã đạt thành tích tốt trong học tập và cả đời sống đức tin của mình Phần thưởng gồm tượng ảnh Chúa và các thánh cùng với những dụng cụ dùng trong học tập. Sau lễ bế giảng này, các em sẽ được nghỉ hè đến cuối tháng 8. Trong kỳ nghỉ hè này, các em sẽ tiếp tục được học hỏi và sinh hoạt về các kỹ năng mềm do các anh chị huynh trưởng hướng dẫn.